đây là buổi sáng của mình ở trên xe, chuẩn bị pha trà các bạn ạ. Rồi có bánh đậu xanh hôm qua mà mua ở trong trạm dừng nghỉ. Bây giờ mình đang đun nước bằng một cái ấm này, nó bằng inox này. Bình thường thì mấy cái ấm nó bằng nhựa, nó có cái mùi nhựa ra nó ghê ghê. Đây là vừa rồi mình sưu tầm, mình mua được cái ấm này đun trên xe bằng inox, nó đun cũng khá là mạnh đấy và đảm bảo sức khỏe. Với lại nó cũng có tính năng mà giữ nhiệt, có hai lớp inox 304 luôn. Một ngày thì mình uống đến hai loại trà, mình uống cả cái trà cà gai leo xạ đen này nữa này. Bình thường là mình sẽ mua với một cái bình giữ nhiệt khoảng 500ml nước này, một gói túi lọc này thì sẽ dùng với 500ml nước. Đây, bên trong là nó có rất là nhiều túi lọc nhỏ này, nó rất là dễ sử dụng thôi, mình đổ nước vào mình hãm thôi. Mình hãm thì nó có công dụng, cái trà này nó giúp cho mình là thải độc gan này, rồi hạ mỡ máu này, rồi những người mà khó ngủ nữa thì uống rất tốt. Có người uống là còn giảm béo được nhá. Công ty Ánh Bình Minh của mình đang chạy này, là có anh đang chạy cái xe man màu xanh ấy, xe đẹp đẹp ấy, là anh ấy uống là có giảm được béo luôn. Cái này thì các bạn uống nóng uống lạnh đều được. Bây giờ là mình pha trà Thái Nguyên. Đây là những cái sản phẩm của trà của mình. Đang nói chuyện thì bị mất tín hiệu do người ta gọi điện đến. Đấy. Những cái trà này nó không có lời lãi được bao nhiêu cả, cho nên là cũng không, các bạn cứ yên tâm về cái chất lượng. Đấy, mình bán cái giá rất là rẻ rồi. 60.000 hộp này dùng được hơn 10 ngày. Còn đối với trà Thái Nguyên thì có loại từ 200 đến 300, 500. 200, 300, 400, 500 nghìn 1 kg, 800 nghìn cũng có và 1 triệu cũng có. Đấy. Thì mình cũng giới thiệu qua những cái sản phẩm của mình, vì cái này là đang chủ yếu là để cho vợ mình ở nhà gửi, còn mọi cái đặt hàng thì là qua mình hết nhá. Pha trà thì các bạn là khi bỏ trà vào thì sẽ tráng qua một lần như thế này, sau đó là mới đổ nước vào. Tác dụng cái này mình gọi theo cái kiểu mà nôm la dễ gọi thì gọi là tráng trà, nhưng mà nếu mà cái công đoạn này chính xác ra người ta gọi là đánh thức trà. Đấy. Thế là xong bữa sáng rồi, có cả bánh đậu xanh nữa này. Đấy là khởi đầu một ngày mới, thì mình quay một chút về cái cuộc sống của mình mà khi mà đi ra ngoài cửa khẩu như thế nào nhá. Vừa để quảng bá sản phẩm luôn, bây giờ này cắt luôn cái chương trình quảng bá sản phẩm. Bánh đậu xanh với nước trà nữa thì còn gì bằng nữa các bạn. Đấy, thú vui thế thôi, thú vui gọi là tao nhã buổi sáng. Ok, bây giờ mình đến giờ lên đường đi Trung Quốc rồi các bạn ạ. Hôm nay chắc là sẽ cố gắng quay bên này cái quá trình chạy xe sang cho các bạn xem đầy đủ một chút. Sang bên này thì cũng gần hơn, đi cự ly gần hơn bên Hữu Nghị. Chạy sang đây một chút là tới cái khu đóng dấu, rồi làm thủ tục ở bên Trung Quốc. Sau đó là xuống dưới kiểm dịch, lượng xe thì không quá là đông. Đấy, bây giờ thì đang dồn xe lên để đóng dấu bên Việt Nam mình. Đây là cái quyển sổ thông hành của mình. Ở đây thì đi qua vẫn phải khai báo y tế như mọi khi nha các bạn. À quên, bây giờ còn phải xuống bấm siêu hàng hóa nữa này. Tí nữa dựng xuống mình sẽ phải bấm siêu này nữa. Có siêu hàng hóa nữa. Đấy, địa phận của Trung Quốc, nói chung bên này nó nhiều camera lắm các bạn ạ, nên là cũng ngại quay. Vừa rồi là đi qua phun kiểm dịch xong rồi đi quét thân nhiệt xong rồi bắt đầu đi vào đây để đóng dấu. Nói để các bạn dễ hình dung thì buổi chiều bắt đầu từ 4 giờ Việt Nam và 5 giờ Trung Quốc. Bây giờ là 4 giờ Việt Nam, 5 giờ Trung Quốc thì bắt đầu là người đi bộ ở Việt Nam mới bắt đầu đi về được. Những cái xe điện kia sẽ là chở các bác tài đi về. Đấy, và đi bên Tân Thanh đây thì là phải có giờ. Sáng ra 8 giờ mới sang được. Chiều cũng về cũng phải có giờ về, muộn nhất là 6-7 giờ chiều. 7 giờ Trung Quốc, 6 giờ Việt Nam.
Đấy, xe của mình là phải đợi người đi đón, đi vẫy vào trong bàn cân kia mới được vào kìa, chứ không phải là bây giờ tự ý đi được. Đây là mình đã xuống được cái bãi này, là bãi kiểm dịch ở bên Trung Quốc. Ngày xưa đây là cái khu chợ, mỗi lần mà đi sang đây là sẽ lùi xe vào những cái ô trong này để bán này, bán hàng thanh long. Cách đây 2-3 năm về trước, ôi trời, mỗi lần sang đây này sập chợ là 10 mấy ngày là bình thường. Mỗi lần cứ chui ra chui vào cái công buổi chiều, giờ lại mát mát là đi tắm về ăn uống, rồi uống bia ly quan ở Trung Quốc. Bây giờ là mình đang phải tạm đi về một chút, đáng ra thì về luôn mà chờ cho cái máy lạnh rớt cái nhiệt độ, đang chạy lạnh cái nữa rồi đi về. Bên này thì toàn bộ máy lạnh phải giao phó cho tự động. Trung Quốc người ta vẫn có người ta đi kiểm tra ấy, tức là cái chủ hàng ấy, người ta vẫn có cái người chạy lạnh cho mình. Nắng lắm bạn ạ, bây giờ bắt đầu là đi bộ về này. Tiếp tục cuộc hành trình đi sang Trung Quốc. Mua thêm mấy ghế để ngồi nha các bạn, mũ nón đầy đủ chứ nắng lắm. Xếp hàng từ 6 giờ sáng, có nhiều bác xếp 4 giờ sáng luôn. Sáng các bạn thấy mình quay rất là đông. Bây giờ Trung Quốc chắc là bắt đầu mới mở cửa cho xe sang này. Cũng nghĩ thì đi sớm được. Bất ổn, một chuyến đi bất ổn các bạn ạ. Lên tới nơi thì tìm được xe rồi. Bây giờ chạy theo một cái đường lối nó khác hoàn toàn do mấy cái chuyến đi lần đầu mình sang Trung Quốc là bỏ hàng ở bên bãi 500, là vừa mới đi ra khỏi cổng bãi khác mà Thanh Long đi đường khác. Còn đây là mình đi sầu riêng rồi đi một đường. Đây. Bây giờ là chuẩn bị sẵn nắm xôi để trên đường đi được, vừa đi vừa ăn thôi. Bắt đầu là chạy lên cái gọi là bãi Nam Bằng Tường mới. Lần trước là cái nơi mình đi mình quay đầu ấy, nhưng mà cái bãi thì mình không có biết, chưa bao giờ bỏ đấy. Sóng điện thoại cũng không có để mà gọi nghe. Chắc là sẽ phải thuê xe chở đi, dẫn đường đi các bạn ạ. Tự bỏ tiền ra thuê xe. Giờ đang lối đuôi nhau đi ra ngoài cổng này. Phải ăn nắm xôi lạc. Đi vừa dồn xe vừa ăn rồi. Thì mình lên cái chỗ hôm nọ quay đầu ấy, cho nên là cái đường đi thì các bạn biết trong chuyến trước mình quay rồi ấy. Là bây giờ ra trước cái cổng bãi này là rẽ trái này. Chung là cái chuyến này đi nó khá là lòng vòng hơn, cái thủ tục đi lòng vòng lắm. Thanh Long thì nó dễ dàng hơn. Bữa nay sang bên Trung Quốc đây, người ta còn bắt anh em mình phải đi giày đầy đủ nữa cơ. Bây giờ là lên đây là lên cao tốc, mà cái đường thì chuyến trước mình quay các bạn biết rồi, cho nên bây giờ mình không có quay nữa nhé. Để mình tập trung đi đường kìa, tới gần trong kia thì mình quay. Trung Quốc có những cái xe kiểu như bên Thái Lan này phải. Đang đây biết luật lệ ra sao, mình cứ nhường những cái xe nhỏ người ta đi với xe khách vào cao tốc các bạn ạ. Bây giờ lên kia rồi kiếm xuống cao tốc rồi kiếm chỗ đậu, rồi hỏi anh em có ai đi vào cái bãi đấy gọi bãi Nam Bằng Tường mới không thì mình sẽ vào đấy. Chỉ còn cách đấy thôi. Ở bên kia ra thì không có anh em nào đi cùng cái bãi đấy cả, đang lượng xe cũng ít nên là mình cũng không có hỏi được. Chuyến đi lòng vòng và bất ổn. Sáng ra mình đi tìm xe thì không thấy lên cái vị trí khác đậu. Nói chung là lúc đấy sang nó bối rối quá, không có quay được cho các bạn xem cái đoạn mà đi tìm xe nữa. Người ta ra, sáng ra có tài của Trung Quốc người ta đi kiểm dịch cho mình rồi ấy. Xong người ta chạy ra chỗ khác đậu, mình đi tìm nó ngẩn ngơ luôn. Xe này thì chắc là không có số điện thoại, sóng điện thoại để gọi đâu. Mình có một cái xe cũng cùng cái vựa này này. Người ta đi hàng ra trước, bây giờ người ta đi. Thế là tới đây là xe bám theo cái xe phía trước kia. Đi nhanh quá, không biết tốc độ chủ cho phép bao nhiêu mà chạy trên 80 rồi.
mình đi có 80 thôi. Nhiều khi đi quá tốc độ ở trên cao tốc Trung Quốc nên là không biết rồi nó phạt đâu ấy. Giao Nam Bằng Tường đi rồi, nó có biển chỉ dẫn rõ ràng lắm. Nhưng mà quan trọng là cái bãi xe ấy, nó mới tìm được cái bãi xe nó mới gọi là khó ấy các bạn. Nam Bằng Tường này. Nội dung đi nhanh quá các bạn ạ. Chạy khiếp. Như tên lửa. Sẽ đứng ngay chỗ góc cua này chắc là đợi người dắt rồi. Đợi người đón đây. Đầu tiên chạy xe vào phố đây các bạn này. Cuối cùng cũng đợi. Hình như là đợi người ra dắt. Hình quả sầu riêng luôn, hay thật. Đợi người dắt à? Hả? Nam Bằng Tường mới đây, bây giờ rút cái đầu lên cho cái bãi đó. Ơi, cắm cái đầu vô trở đầu lại qua cầu vượt này tới cái đầu kia lại phải cuối đường. Trời, bất ổn quá. Ok. Ok. Ừ. Hóa ra là ông này ông được người dắt đi. Xong rồi ông kia ông ấy đi thế nào, ông ấy đi quá lên đây rồi bắt đầu bây giờ phải đâm lên kia để quay đầu trở lại. Có được hay không ấy, phải đi thẳng vào phố cho người ta này nữa. Bất ổn thật. Nhiều camera nữa chứ. Ông đâm lên đấy hình như bị giữ lại hay sao ấy. Chở ngược lại đi về hướng bên này. Đây gọi là Nam Bằng Tường nhé bạn ạ. Chạy xe vào phố nữa cơ. Bây giờ có biển cấm dừng cấm đỗ. Đi ra này gặp ngã ba sẽ phải ông kia. Quay đầu đâu chưa được nữa kìa. Chắc là mình cứ đi theo mấy anh em này, người ta rẽ là đúng này. Khó khăn là không có người dắt, người dẫn đường này. Mấy xe nào đậu đây hết này. Mấy xe Trung Quốc đậu đây hết này. À, khu vực này giống như kiểu người ta làm lốp các thứ ấy. Cũng rất là nhộn nhịp, nhiều xe đậu. Mình không biết đường thì mình cứ đi chậm này. Xe Trung Quốc này. Tới đây người ta đậu làm lốp các thứ. Xung quanh hai bên đường này là chỗ làm lốp. Mình lại hỏi tiếp xe này ấy. Đi ra bãi nào đây anh ơi? Anh đi bãi nào đây? Nam Bằng Tường cũ à? Không phải mới à? Trong này có cả Nam Bằng Tường cũ, Nam Bằng Tường mới nữa. Cái người dẫn đường cho mình bây giờ chưa tới đây. Trời ơi. Bây giờ kiếm chỗ dừng lại hỏi anh em xem mà cái Nam Bằng Tường mới ở đâu. Mình cứ đi chậm chậm này, có ngã ba đây, hình như là thấy bảo rẽ vào đấy là Nam Bằng Tường mới ấy. Cứ già chậm nhảy thôi, mình không có dừng hẳn, mình cứ đi chậm, bò chậm thì không có bị cái lỗi gọi là dừng đỗ. Cứ có xe nào rồi mình hỏi tiếp đấy. Nếu mà theo như ông bạn kia chỉ thì sẽ rẽ phải đây này là vào Nam Bằng Tường, mà không biết là có phải đây không.
ngáo ngơ vô cùng các bạn ạ. Bãi nào đây anh? Nhanh quá. Đi nhanh quá. Đi theo à? Thôi mình đi đại ở đây đi, rẽ đại vào đây đi. Rồi vào đây rồi hỏi tiếp đi. Chỗ đây có camera chụp ảnh, tắt máy quay bạn ạ. Có trạm thu phí nữa, không biết là lộp tiền như nào đấy. Đưa tiền Trung Quốc hay tiền Việt Nam. À họ mở luôn đi luôn. Mà mình cũng có tiền mà mình cũng đi vào trong cái khu vực này. Bây giờ có hai bãi Nam Bằng Tường cũ và mới gần, không biết có gần nhau không này. Bây giờ mình sẽ phải kiếm chỗ này để hỏi. Trời ơi, cái ông dẫn đường kia, ông chỉ cho mình thế này mà bây giờ ông ấy đi không quay được đầu. Bảo đi cuối đường là Nam Bằng Tường mới. Chỗ này thì không có sóng điện thoại, mình mua cái sim Trung Quốc bị lỗi rồi. Dùng được có chưa đầy một tháng. Chỗ này bán mít này. Dùng chưa đầy một tháng đã cắt mạng mình rồi. Bình thường mình mua sim là có mạng. Này, đây là xe Thaco đời mới đẹp quá này. Sao? Siêu phẩm này. Kiếm được đúng bác ấy đi và mình đi đúng đường rồi. Bác này bác ấy đi bãi gọi là Nam Bằng Tường mới rồi. Mình bám theo bác ấy là ok rồi. Đường sau vẫn có xe, chứng tỏ là không sai. Với lại là cái khu vực này thì rất là nhiều xe Trung Quốc, người ta đậu đây đợi hàng, đợi hóa, chở hàng, chở hóa đây nữa rồi. Cho nên là không có sai đâu, cũng không phải là đường cấm nữa. Trời ơi. Bất ổn. Đầu tiên thì có vẻ là yên ắng, đi vào đây là hỏi đường một cách mù tịt luôn. Vừa đi vừa hỏi cái này, chuyện này chỉ có chạy xe ở Việt Nam mới làm được thôi. Chứ còn đi sang Trung Quốc mà cái này là hơi bị bối rối luôn các bạn ạ. Ở Việt Nam mình vừa đi vừa hỏi dễ đấy. Bên này đi cũng phải hỏi những anh em đi trước. Camera ở đây chụp ảnh lia lịa, nhìn cũng hơi rén tí. Không dám quay các bạn ạ. Nó camera Trung Quốc nó kiểu là ở bên này nó gọi là cái gì, giám sát cả hành vi của công dân để chấm điểm công dân nữa cơ, nó phức tạp đến cỡ đấy cơ. Nên cho nên là đôi khi mình quay về nó biết xe mình đi biển số bao nhiêu, quay bao nhiêu, nó báo về cửa khẩu nguy hiểm lắm. Đấy, mình phải tạm thời bỏ xuống khỏi cái camera thôi nhá. Bây giờ mình đi vào bãi luôn, vì tới đây là các bạn cũng biết được cái chuyến đi nó hơi bị bất ổn một tí nhá. Bãi đang có một em gái người Trung Quốc đón mình bây giờ đấy, dắt xe mình đi vào cái khu để đậu xe, không biết là hôm nay nó kịp bỏ hàng luôn chưa này. Chỉ cho mình cái ô đậu. À, xe công ty mình đây. Ánh bình minh ăn bánh mì đây. Rồi rồi rồi. Cả cái bãi này đẹp quá. Là quá là hoành tráng luôn nhá. Giờ mình đang đi kiếm căng tin uống nước. Hoành tráng thật. Trời ơi, thảm này. Đi qua đây mà có thảm luôn này. Sạch hết cả cái chân. Kiếm căng tin ăn uống ở đâu không biết. Trong này à? Cơm Trung Quốc đây, của mấy anh đi nước ngoài. Món gì này? Đậu gà đấy. Sáng nay ăn xôi rồi, bây giờ vẫn đói bụng, mình làm thêm cái hộp chè này, trà hoa cúc này. Khu vực bỏ hàng của anh em mình này. Xe Trung Quốc cái này là tươi. Bây giờ xe mình vẫn chưa có, bây giờ phụ thuộc là phải có xe Trung Quốc bỏ hàng anh em ạ. Biết phải không?
JH6. Bên kia có cả Volvo kìa. Mà mát trời mình mới sang quay kìa. Xe mình đây là sang đến chỗ bỏ hàng đợi xe Trung Quốc. Cứ một ô này là cặp một xe Trung Quốc, một xe Việt Nam để bỏ hàng này. Đấy. Xe Trung Quốc ngắn đấy nhở. À nhưng mà bỏ hết đấy vì anh em mình chất nó rỗng, rỗng hàng. Nhưng mà có lẽ đây đấy. Vào đây mà chưa biết à? May mắn mỉm cười với mình các bạn ạ. Anh Trung Quốc anh ấy vào nhầm chỗ, bây giờ anh ấy đổi sang ô mình rồi. Để mình đi quay sơ qua cho các bạn xem chút về cái khu mình đang bỏ hàng đây là. Các bạn thấy là có xe, cứ mỗi ô là có một xe Việt Nam hoặc xe Trung Quốc, là người ta sẽ đậu cặp với nhau chứ không có đấu đít vào như những nơi khác. Ở đây thì khá là rộng. Đây là cái xe mình thì người ta sẽ dùng xe đẩy để đẩy sang. Xong rồi giờ đi cân xe rồi chờ làm thủ tục đi về. Lại chờ em người Trung Quốc vừa lấy dắt mình vào đây. Mấy anh em này đi sang nhưng mà chưa có xe Trung Quốc để bỏ. Mà phải đợi đây. Cái bãi bỏ hàng rất lớn. Phải nói là quá là rộng và quy củ các bạn ạ, sạch sẽ. Sạch. Mình đã cân xe xong, bây giờ là lên đường cái cổng vào ngoài kia. Bây giờ này là rẽ đây vào. Rẽ trái đây về. Cân xe xong người ta còn chụp ảnh báo cho đi về nữa cơ. Đấy. Chạy ra đây rồi vòng về, vòng ra trước. Cái cổng kia là cổng đi vào, đây là cổng đi ra. Hai cổng khác nhau hoàn toàn luôn đấy. Khu vực mình vừa bỏ hàng là nằm ở bên này. Đấy, trong kia là xe trắng trắng là đến công ty mình. Anh em bốc cùng vựa luôn. Do đi cửa khẩu khác nhau, hàng hóa khác nhau cho nên là có lẽ chủ hàng người ta gọi xe cho xe nào thì xe đấy về trước. Đấy, ra đây ra cổng này thôi, mình không có quay để làm mấy cái thủ tục ra cổng. Đại cũng tự động hóa hết. Đi vào cái người ta cũng chụp ảnh, khai báo các thứ rồi bây giờ đi ra cũng thế. Đóng tiền trong cái chỗ bàn cân đấy là có người đi thu. Sau đó là khai báo cho mình đi về. Về Tân Thanh à? Anh về Tân Thanh đi đâu? Không không sao không được đâu. Anh gửi cái gì, đi nhờ về gì, đi nhờ lên cabin đi, lên cabin như ai đi xong rồi bắt đi chứ, lên cabin mà ngồi chứ. Có cái xe này đặt lên đàng hoàng như này. Thôi giờ ra cái cầu ngoài này thôi, đi vào bãi Hoa Trinh đấy. Tiếp tục lên cao tốc để đi về. Cung đường này thì chuyến trước quay các bạn thấy rõ rồi. Nên là bây giờ mình cũng không có quay lại. Tóm tắt cái đoạn đường đi về thôi. Ngay chuyến trước các bạn xem tập cách đây 1-2 tập là thấy rồi. Tóm tắt cái đoạn đường đi về tí thôi. Cái bãi mình vừa bỏ hàng là ngay bên dưới này các bạn ạ. Xe chỉ đè vạch nhẹ cái là nó kêu này. Đây là phía bên dưới bãi. Bãi rất to luôn. Nên là trên đường mình đi là nhìn thấy luôn này. Nam bằng tường mới. Chính đi đường về thì cũng bất ổn đấy. Mình cũng chưa biết cái lối ra ở đây. Nghe anh em chỉ thôi chứ còn ngay ở cái nút mà giao mình đi lên thì lại không có cái nút giao đi xuống dưới cái chỗ bãi hoa quả đấy. Nghe anh em chỉ ở ngay đâu đây sẽ có một cái nút giao xuống gần cái bãi chuyến trước mình bỏ hàng, gọi là cái bãi bãi 500. Tức là cứ một ngày vào đấy là mất 500 ngàn đấy, tiền bãi ấy.
cái bãi ở trong này mình vừa bẹo bỏ thì rẻ hơn, hết cả tiền cân với tiền ấy thì vừa vào cái rời ra hết 800 ngàn, à quên, vào ra là hết 280 ngàn, 80 đồng tiền chung. Bỏ hàng xong thì mình phải cân xe, người ta báo số tấn các thứ cho mình đấy, giờ đi đường nào về đường đấy. Đây cũng là thuộc cái vùng mà gọi là nông thôn của Trung Quốc nha các bạn nhé. Nhưng mà cái vùng này chắc là điều kiện kinh tế người ta tốt ấy. Nhìn nhà cửa cũng đẹp, cũng to nhé. Họ cũng ở trên những cái khu đồi núi các thứ, nhưng mà nhìn nhà toàn nhà đẹp. Đúng là họ xây nhưng mà họ giữ cái bản sắc kiểu là bản sắc riêng của họ, nên là ngôi nhà là dù xây dựng mới nhưng các bạn nhìn thấy là nhìn cái vẫn là có dựng một cái bản sắc gì đấy của kiểu theo kiểu Trung Quốc truyền thống. Đây là đến đây gọi là nút giao gì rồi đấy. Nút giao Tân Thanh Thọ Trải, thế là mình sẽ đi ra nút giao này. Có rõ là về Tân Thanh ấy, cửa khẩu Tân Thanh này, Bò Trải là cái chợ nông sản này. Khu vực chợ nông sản mình gọi là khu Bò Trải. Nơi mình đi sang giáp danh với cửa khẩu Tân Thanh ấy, Bò Trải. Đẹp đấy, khu nông thôn của họ nhưng mà đẹp đấy. Cửa xây đẹp, quy hoạch đẹp. Rồi về đến cái khu vực này thì các bạn cũng biết là cái đường mình đi sang như thế nào rồi, cho nên là đến đây mình sẽ không có quay, tập trung này hỏi về cái đường xá các thứ, đi đường đi nước bước ra sao, nó phải điện thoại, mà điện thoại thì không có quay được. Đây là bãi 500 này, là cái bãi chuyến trước mình bỏ hàng này. Bãi này gọi bãi 500. Thế là qua bãi 500 này là có nút giao đi xuống lại trung tâm hoa quả. Ở đây gọi là trung tâm hoa quả rồi, đây là chỉ biển là Tân Thanh này. Họ làm bài bản nhỉ, xây dựng quá bài bản luôn đấy. Giáp với biên giới Việt Nam mình, họ xây dựng những cái trung tâm quá là bài bản. Ra đây rồi, Tân Thanh Việt Nam này, trung tâm hoa quả này. Rồi các bạn nhé, mình quay đến đây rồi để hỏi đường về. Ok các bạn ơi, bây giờ mình về tới đường dưới Lạng Sơn này rồi, con đường quanh co rồi. Về cũng nhiều cái bất ổn quá, lo làm thủ tục, nói chung là những cái thủ tục đi về rườm rà lắm. Khai báo thủ tục hải quan ở bên Trung Quốc một lần rồi bắt đầu về Việt Nam khai báo lần nữa là hai lần, rắc rối lắm. Chắc là cái video này chắc có khả năng là video cuối mình quay về quá trình chạy xe sang Trung Quốc, vì mình cũng lo ngại một cái vấn đề, đó là Trung Quốc thì các bạn biết rồi, rất là phức tạp, họ bảo mật cái hình ảnh của đất nước của họ ghê gớm lắm, nên là mình đi mình cầm máy quay mình quay như thế nó sẽ không có tốt, sau sang không cẩn thận là mình sẽ bị giữ lại đấy. Nên là lần sau sang mình sẽ đi quay những cái vấn đề khác, đó là đi có thể mình đi khám phá khu vực xung quanh, đi chơi, đi ăn uống, đi chợ búa, khám phá một số địa điểm thôi, còn không quay liên quan đến cái đi sang khẩu nữa. Đấy các bạn nhá, có thể mình quay ở những cái đường đi vào những cái nơi mới mẻ thôi,
quay ngoài đường thì chắc là được, chứ còn cái vấn đề mà cửa khẩu sang khẩu là mình phải hết sức hạn chế, phức tạp, vô tình nhiều khi là nó kiểm duyệt ấy. Trung Quốc là người ta kiểm duyệt thông tin ghê gớm lắm. Nói chung đi sang đấy là nghiêm lắm các bạn, đi qua cửa khẩu ấy mệt mỏi lắm, nghiêm lắm. Không có như bên Tân Thanh thì rất là nghiêm, nhưng mà bên Hữu Nghị thì đi nó thoải mái hơn. Tức là bên cửa khẩu mà phía Trung Quốc ấy. Đấy, đây là con đường quanh co ở Lạng Sơn. Về tới đây rồi mình mới gọi là xong xuôi cái công việc ấy. Vì còn nhiều cái thông tin. Ôi dồi ôi, đi ẩu này. Này. Đi ẩu, khiếp. Nhường cho ông đi luôn này. Chạy đường cấm vượt rồi mà vừa nãy. Sợ thật. Đấy. Bất ổn. Bây giờ mình xin phép kết thúc cái video tại đây các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ những cái video của mình.